Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là buổi sáng thứ ba, coi như cũng là sáng thứ tư. Sáng ngày Kyle dậy hơi sớm, tại vì hôm qua có một con mũi cắn Kyle, cho nên như là ngày hôm qua Ben bỏ cái đèn mà nó sáng lên mà mũi nó bay vô là con mũi nó giết con mũi á. Thành ra có cái đèn nó Kyle dậy 4:30 sáng, cái thấy giống như có cái đèn nó có ánh sáng, cái là không có ngủ lại nữa, ọ ẹ miết à. Nên là thôi, lúc mà khâu dậy 4:30 sáng cái cho uống sữa, cái Ben với Trinh dậy luôn, cái giờ nói thôi lên sân thượng quay mặt trời mọc. Đây phía này là phía mặt trời mọc này nè, mọi người hướng đông nè. Mặt trời đang mọc, không phải đang mọc xong hết rồi, tại vì mình thấy nguyên một vòng tròn thôi. Already rising, cause we see the round one. Hướng kia có núi nhưng mà mặt trời mọc, tại vì hướng đông nhưng mà nó có cái dãy núi che lại. Sáng sớm, không khí nó mát mẻ mà nó trong lành lắm mọi người. Thời tiết cũng good nữa, thời tiết cũng tốt nữa. Bây giờ is it around 17 nữa, 16? Chừng 16-17 độ C á. Good weather. Wow. Ok. Con chào mà cô chú đi. Hello mà cô chú. Con dậy rồi nào mà cô chú ơi. Hồi nãy Ben với Jun đi lên sân thượng thì Khao còn ngủ, nhưng mà tụi Ben có cái baby monitor á, là cái giống như cái camera mà coi được á. Nhưng mà nghe ọ ẹ một cái là Ben chạy xuống anh bùng lên liền. Còn hồi nãy là cái hướng kia là hướng đông, hướng mặt trời mọc, còn hướng này là hướng tây nè. Cái hướng này là nhìn xuống là thấy đường luôn á mọi người. Ra kia đây, what, đây the street. Yeah, Anna is over there. Oh, em gái Úc của Jun đang ở trong cái nhà, cái tòa đó kìa, nhưng mà we cannot see her, right? She's right behind the tree. Oh, tại vì Anna, em gái Úc của Jun sống tầng 3 mà mình chỉ có thấy tầng 4 với tầng 5 thôi. Oh, if she's one more, then she can see a lot of things. Yeah. Yeah, she mà ở thêm một tầng cao, thêm một tầng nữa là she thấy được nhiều cái rồi. Tầng 3 đi bị cái cây che mất rồi. Hướng kia cũng là núi kia, also mountain. Mountain cover the whole city. Yeah, yeah. Taipei. Ở bên kia bên cũng thấy mountain. Taipei ở sau này is, cũng thấy mountain. Surrounded by mountains. We call it a 盆地. Taipei is a 盆地. Yeah. Tại Đài Bắc á, chú nói là bao quanh là núi, bạn thấy bên tây phải bên cũng núi, sau lưng bên cũng núi, bên trái bên cũng núi. Like all mountain. Yeah, that's why. So go kìa, so close. So go cảm giác là chả được. Oh, cái tòa nhà kia kìa mọi người. Show them the very expensive apartment. Yeah. Cái tòa nhà cao đó màu đen đó. Cái tòa nhà đó là siêu mắc luôn mọi người. Bữa Ben hỏi Jun á, thì Jun với mẹ Jun nói là 7 triệu, 7 million US dollar, something like that. Yeah, có chừng 7 triệu đô tiền đô Mỹ nha. Một cái căn hộ chung cư cao cấp ở trong đó là 7 triệu đô. Oh my god, nhiều tiền. Ở Mỹ mà mình mua cái nhà 1 triệu mà mình nghĩ cũng không có tiền nữa. Đừng nói là 7 triệu. Coi kìa, coi kìa. Có buồn ngủ không? Ừ. Sleepy. Có sleepy không? Sleepy không giờ ngủ đi mà dậy làm chi? Dậy làm chi rồi sleepy? Angry at daddy, how can you leave? How can you leave the bed? It's okay, we went back. This sun is not hot, it is very warm, huh? Yeah, I wish. Nắng này nắng buổi sáng rất là tốt. 7? Is it 7 or 6? Right now? 7 o'clock. 7, 7 giờ sáng, tốt. Get some sun. Yay. Sun bath. Yeah. 7 giờ sáng, nắng còn tốt. Nắng này là nên phơi nắng cho em đây. Yeah, thay áo xuống lại là. Let me see. Too bright, cannot see. Hồi nãy bay với Jun lên á là chưa có thấy xe nhiều luôn á, chưa có tiếng xe nhiều, bây giờ mới nhiều. When we first got here, not so many cars, not so many noise, so quiet. Earlier. Now, yeah, now so many cars. Mới có nửa tiếng trước thôi mà không có xe nhiều, bây giờ nửa tiếng sau xe nhiều rồi. Tại vì ở Đài Loan thì giống như Việt Nam mình á, mọi người đi làm, đi học sớm, không có như ở Mỹ. Ở Mỹ đi học với đi làm mình thấy trễ hơn,
đi làm tới 9 giờ rưỡi, có nơi tới 10 giờ mới bắt đầu đi làm. Còn đi học á, là tùy cấp 1, cấp 2, cấp 3. Có trường là 9 giờ mới vô học luôn á. School here in Vietnam the same. Yeah, go to school early, not like US. US like 8:30, 9, right? And we start working at night. People here start working at 7, 7:30. Something like that. Ừ. Oh yeah. Việt Nam mình với bên nghĩ chắc là châu Á thì nó giống nhau, nó tương tự nhau. Còn ở bên Mỹ thì người ta làm cái giờ trễ hơn. Làm 9 giờ, 10 giờ rồi người ta làm tới 5 giờ. Người ta không có ăn trưa, là người ta chỉ có nghỉ ăn trưa, là nghỉ là ăn thôi á. Còn không có nghỉ trưa, là giống như ngủ trưa rồi như mình luôn. I'm here, I show you how close these two buildings is. Wow. When they build it, it's like they don't want to save an inch. Yeah. Đây là cái nhà, cái building này là cái nhà của chung, còn like, building của người ta mà like, half an inch, half a feet. Yeah. 30 centimeter. Yeah, 30 centimeter. Yeah. So close. Yeah. Ooh. Yeah. People cannot do anything, cannot even put the tower. No. Yeah. No. You see a lot of wire. Yeah, I hope no one has a window facing this side. No, I don't think so. Không có window đâu, người ta xây lên một miếng từ dưới lên trên thôi. Let's go to the other side. Tại vì dậy sớm nên là cả gia đình Kyle đi ra ngoài đi chợ kiếm cái gì đó ăn. Đây này, bạn thấy cái chỗ mà Jun mua bánh mì nè, đó là bagel. Không phải bánh mì, cái chỗ Jun mua sandwich, cái chicken sandwich mà ăn ngày đầu tiên á. Bên này có chợ ở ngoài nè, giống Việt Nam mình nè.
gần tới chợ rồi. Cái này là chợ ở ngoài thôi, còn chút xíu có đi vô cái chỗ chợ ở trong nữa. Andy, do you need to, do you wanna walk on the cuff? Thì cái này là đoạn ngoài của chợ. Bữa trước đi về lúc đó dịch chưa có nhiều đồ ăn. Ôi giờ này gà này hả? Vegetable roll. Ờ. Bên kia có bán trái cây kìa. Cái góc bên kia cũng có bán trái cây kìa, mà Jun đang đi cái góc bên này mất rồi. Có nhiều trái cây giống Việt Nam mình lắm, trái cây với lại rau củ. Quá trời trời luôn. Wow. Cái trái mãng cầu này hôm bữa em bên ăn nè. Một trái có 40 hả? Có trái lekima nè mọi người. Có trái trứng gà nè. Đây một trái 10 đồng hay sao á. Bạn cũng biết đọc tiếng Trung sao, phải có chuyên dịch mới được. Ở bên này, oh wow, mấy trái táo nè. Oh my god. Nhìn đã chưa? 79 đồng cái gì đây, bạn cũng không biết nữa. Mọi người ơi, có khá gì Việt Nam đâu nè. Cái chỗ này cũng là gần nhà Chun luôn á. Đây, người ta bán đồ giặt áo, quần, thịt, rồi rau, rán, để ngoài đường luôn. Wow. Let's go, daddy. Đó, bên kia thêm chỗ bán gà, bán thịt tươi thì bạn chưa thấy, còn bán thịt chín thô, có bán cá kìa. Ở bên kia có bán cá kìa mọi người. Đó, seafood, hải sản. Còn bên này bán rau, bán trái cây, bán áo quần. Wow, lên tầng 2 nè. Oh, cái Shidong Mai Market này, bình thường mình đi tầng 1, chưa bao giờ lên tầng 2. Tầng 2 là chỗ có toàn đồ ăn nè. Đây mấy chú đang đi ăn sáng nè. Wow. That looks good. Cháo. Ủa xào. Cá. Wow. Xăm súp. Phải muốn ăn súp buổi sáng. Hình như cũng sớm quá, có nhiều người chưa có mở. Chắc chút xíu người ta mới mở, 10 giờ 10 rưỡi gì đó thì chắc nhiều người mở hơn. Ăn gì? Chu canh thang. Hả? Pork intestine soup. Yeah. Mà nhìn vô cái menu này mà hỏi bạn muốn ăn gì? They have it with noodles. Hả? They have it with noodles. Do you want it with noodles? Ăn without noodles? Without noodles is just a soup. Right? Okay. No, ăn without noodle, so I can eat something else. Okay, okay, okay. Ăn không có noodle để nó không có no lắm. Okay, okay. Sao ở đằng kia kìa. Hi. Hi, Kai. Nhìn ấm áp ha. Nhìn mang cái mũ ấm áp ha. May là có mang cái bọc này nè. Chắn bớt gió đỡ lạnh em. Okay. So you want all, kind of you say they can cut. Come here. Just a combination is fine. Hey, your kid. Honey, wait for mommy a little bit, okay? Thích cái mũ của ba, okay, cho cầm luôn, cho cầm chơi luôn. What do you want? Looks good. Hey, chicken. Peek-a-boo! Peek-a-boo! Cover. Còn hai cái răng kìa. Thì món của Jun order đã ra rồi. Oh, bên này là gan hả, liver? Uh-huh. Oh. Cái gì vậy? It's Taiwanese food. Oh, Taiwanese noodle. Oh. Wow. Cái này là lòng heo nè, với cái này là bắp bò hả? Mm. Is it beef muscle? No, this is pork chip. Má bò. Còn cái này là noodle only. Noodle and that's call me Thai Mu, way blood yes, no? Just noodle. Đây. Với lại ở trong này người ta ăn với hẹ, với lại giá nó giống như là ăn hoành thánh vậy đó.
This is a pork liver soup. And this one just veggie. Mm-hmm. Yeah, chopstick. So hot. nhìn nó khó nó bay vậy là biết nó nóng rồi. Thôi bỏ qua bên đi, ăn cái này trước đi. Later, eat this one first. Okay. Ooh. Enjoy. Salad. Một miếng lòng heo. Chắc người ta phải ăn với chút gừng nữa cho nó ấm bụng. Đó, mời mọi người bên ăn thử cái cọng mì của chú Nhìn nè. Nhìn nó giống như cái udon á, lúc nãy udon. Yeah. Mà cái nó trắng nõn nà luôn á. Very soft and tender, chewy. Không biết người ta làm từ bột gì, bạn ăn thử đi. Nó dai giống bột lọc vậy đó, mà bột lọc nó đâu có trắng vậy đâu hả? Nó dai giống bột lọc vậy mà cái màu nó giống bột gạo nè. Cái sợi mì nó mềm lắm luôn á. Ừ, khéo. Co giãn được luôn. Hay ta. It's like the one I think but it's not. Because the color have to be clear. Oh yeah, the clear noodle, right? Còn cái này của Ben là ăn gan nè. Ben nói chung đừng có lấy noodle cho Ben, tại vì Ben không có muốn no á. Mình để bụng mình ăn mấy cái khác. Cái gan trong cái giấm nè. Cái này gan không à. Trong người ta không bán ấy. Một cái tô nào mà nhiều cái trộn lại được ha. Don't they have a dish like mix a little bit of everything? Mình phải order từng dĩa nhỏ nhỏ như vậy nè. How much is this? 80, 40, 80, 50. So how much together? Đúng giá 80. 80 là chừng 70 ngàn của mình. 80, 80, 40, 50, 80. About 200 something. 10 đô. $10. Mình đưa được một bữa ăn sáng đầy no nê luôn. Bạn nói chung nó order ít thôi, ăn để dành bụng ăn cái khác. Mà tại vì người ta không có cái order mà nhiều món trong một cái dĩa, giống như nhiều cái thành phần khác nhau á, nhiều cái phần ruột hay là gan hay là đồ nó nằm trong một dĩa là mình order được cái đó, nhưng mà người ta không có nên mình phải order mỗi thứ mỗi cái. Làm heo ngon rồi. Mình get some chili over there. Bên ăn xong đi qua đây. Taiwanese Gourmet. Thấy nó người ta có bán cá hấu chiên nè. Cái này cá hấu chiên. Còn cá này thì bạn cũng biết xì bát à. Cái này cá nục. Rồi cá gì đây bạn cũng biết nữa. Nhiều lúc cái con cá nó còn sống thì mình còn biết cái cá gì. Còn nó dài vậy mình đâu có biết. Đây giống như là bán đồ ăn trưa. Veggie, get one veggie. Maybe honey veggie, maybe somewhere else. Okay. Ui, I don't know what kind of fish. Mackerel? 现在拿乌鱼子. Oh, 乌鱼. Cá gì giống như cá đục á. One more piece, that's good enough. No, that's good, yeah. Với lại bên là mua thả rồi. Còn Trinh nói là rau để đi tiếp xem thử có gì nữa không. Wow, nhìn ngon á. Nói chung là đồ ăn của hàng nhìn đồ ăn của Đài nhìn hơi dầu mỡ chút xíu, tại vì cái gì người ta cũng là xào với nấu ấy. Nhưng mà nó ngon lắm mọi người. Cái này chắc ăn khô hay sao á. Wow, củ sen. Hồi nãy là ở trên tầng 2 là bán đồ ăn, còn tầng dưới tầng 1 này là chợ này mọi người. Đi vô nhìn giống thấy chợ cồn, chợ hàng được không? Ben làm Ben thấy y chang luôn rồi đó. Thịt heo nè. Rồi rau củ nè, trái cây nè. Wow. Oh yeah. Wow. Pork belly looks so good. Ba chỉ nhìn ngon dễ sợ. Wow, mấy trái táo kìa. Táo kìa. Wow. So good. What you need? Có rau nè.
ăn nấu sẵn nè, trái cây nè, đây hàng rau nè. Đó, mọi người nhìn đi, có khác gì Việt Nam mình đâu, y chang luôn á. Oh my god, hình ta, holy moly. Trời ơi, trái na nè mọi người. 600 gram for 150. Which one you want? 你要哪一个? The biggest one. 最大的. Which one is called? I hold it. You go find the biggest one. So big. Oh yeah, good. Open, right? Better. Yeah. Ready to eat. Mấy cái kẻ này. Wow, cái kẻ này open better. This year. I try. It's good. I come back buy more. You just got more. One? Just one. Yeah. One for now. 200. 200. Coi nó bằng. Nó to hơn cái mặt của mình luôn. Trái này là 200 tiền đài. 200 tiền đài là đổi ra tiền Việt mình là 100. Hồi nãy bên thấy là hình như 155 đồng. Tiền Mỹ thì 6 đồng mấy đó. Wow, mà một cái trái na đã quá. 6 đồng mấy thì cũng rẻ mà. Tại vì ở bên Mỹ là nhiều lúc là một pao là đã mười mấy hai chục đồng rồi. $6 cheap, right? I don't know. Sugar apple, right? It's almost a kilogram. Sugar apple is like $15 per pound. $15-$20 per pound. Wow, this is... Và cái này cũng rẻ. 6 đồng một cái bự vậy luôn. Trời ơi, mọi người thấy bên quay cái clip mà thấy ham không? Má ơi luôn. Bên thấy mà bên hết hồn luôn. Trái na đó mọi người, trái na đó, trái na của đài đó. Ở vô. Ăn thử một cái rồi ngon thì ra mua tiếp. Ông nói chứ, hai vợ chồng mua hai trái bên đây. Mày giàu chén mà không có tiền, ông cười quá trời luôn. Bữa trước đi chợ nhưng mà không có thấy cái chỗ bán sushi này. Sushi. Bây giờ mới thấy người ta bán mấy cái sushi với lại mấy cái cá mình muốn ăn là người ta cắt cho mình. Xem. Yeah. Trứng này, cái này là uni. Uni. Yeah, cái này cũng uni. Này trứng. Toro nè, đó, cái miếng này mọi người ngon à. Bên đang order cái này. Rồi cái này salmon belly. Rồi mấy cái bên kia thì tuna, hapachi. Được. Nhìn cái miếng cá này là thấy ngon mà. Cool. Đồ ăn sao chợ ở đây á, đồ ăn người ta nấu sẵn nhìn ngon lắm luôn. Mà ở Việt Nam mình chắc cũng có bạn ha, giống như mấy chỗ cơm hộp á. Bên mua cái khổ hoa kia kìa đó, khổ hoa xào này ngon. Tới giờ đi chợ của mọi người rồi, thấy chợ đông đúc, vui vui vẻ nhộn nhịp lên rồi nè. Hồi nãy tụi bé đi vô còn vắng vắng chút xíu, tại vì lúc đó mới như 9 giờ, còn bây giờ 10 giờ là giờ mọi người đi chợ về nấu ăn, đông hơn chút xíu rồi. Mọi người, có đậu hấp nè, đậu lạc hấp với lại cái trái này trái gì ta? What this called? Rồi, nếu nut, like a buffalo. Nhìn nó giống như cái sừng trâu vậy, cái trái gì thì Ben không biết nữa. Có bắp nữa nè. 250. 250 người. Đi trong chợ á, mua một trái đầu tiên 200 tiền đài. Đi thêm chút xíu nữa, ba trái 200 tiền đài. Đi tới đây á, người ta nói một cái đĩa đó là 100, là hai trái là 100. Mà lấy hai đĩa là bốn trái là có 180 à. Sao càng đi nó sẽ càng rẻ. Mua một trái cũng 200. Mua 3 trái còn 200, bây giờ mua 4 trái có 180. Hố rồi, trái đầu tiên là hố, là quá hố rồi. Mà cái này là ở ngoài chợ, chợ đi ra chút xíu. Còn cái chợ là phía trong kia, trong ngoài này bán trái cây đồ cũng nhiều. Nhưng hồi nãy bên đi bên không có để ý. Bên tưởng người ta chỉ có bán cái trái mãng cầu loại kia thôi. Không có nghĩ là có bán loại mãng cầu này, giờ mới thấy. Thôi, hôm nay đi chợ không thành công lắm. Let's go home. Chào mọi người. Thì sáng nay đi chợ Sidona Market là cái chợ truyền thống của Đài Loan, xong mua đồ ăn về ăn buổi trưa. Về hai đứa đuối đơ tại vì buổi sáng đi
chợ đi tới đi lui cũng 2 tiếng, 2 tiếng mấy đó. Về hai đứa đuối quá, nằm ngủ một giấc tới chiều này luôn. Cái chiều này đi ra lại Sogo để mua cái cassette cho Kyle. Thì bữa mua cái cassette là bữa ăn xong cái buffet là đi ra coi, chưa có mua. Bây giờ quyết định mua nên là mẹ chun với chun ra mua. Thì ghé xuống dưới cái tầng hầm của Sogo á, mua mấy cái đồ này mà đồ ăn mà không biết sau 7 giờ hay sau đó là nó sale nè, 320 còn 224. Còn cái cơm của Bam nè, thì nó ngon chưa? Cơm lương á, con lương á mọi người. Cái cơm này á mà nếu mà giá gốc là 350 nè, rồi nó sale còn 320, nhưng mà sau 7 giờ nó sale còn có 201 nè. 201 là 7 đô. 7 đô là khoảng chừng 150 ngàn. Mà cũng nói chung cái lương này, cơm lương này mắc lắm, giá vậy là rẻ lắm rồi đó. Với lại cái sushi này cũng giảm giá còn có 300 mà 420 mà còn có 300 à. Cái chung nói là thôi bữa nay đừng có nấu đồ ăn tối nữa, cứ bữa tối chờ 7 giờ chờ đồ Sogo sale chạy ra mua. Yes, yeah. That's my plan. Nhưng mà ở Đài Loan trời ơi có thiếu gì đồ ăn đầy, chưa có ăn lẩu đâu. We haven't eat hot pot yet. Oh yes. Nhắc tới đang đói bụng nuốt nước miếng. Ok, bây giờ tụi Ben ăn tối. Cảm ơn mọi người đã theo chân Ben nguyên cả một ngày nay đi chợ. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Bye.